Đồng chí Bạch Cúc à, muốn làm cách mạng dân tộc, trước hết phải làm cách mạng gia đình đã. Khi nào làm xong cách mạng gia đình, đồng chí trở lại đây làm việc cũng không muộn đâu. Không được, tại sao đồng chí lại quyết định như vậy? Hãy để Bạch Cúc ở lại với chị em chúng tôi. Dưỡng vô chuyện gia đình phiền phức lắm. Tốt hơn hết là cho cô ta về, để tránh rắc rối cho cơ quan. Nó là con dâu của tôi, nó bỏ chồng, bỏ con, nó ăn cắp của cả nhà chồng đi theo kháng chiến. Tôi tới đây yêu cầu con dâu tôi trở về nhà để giải quyết chuyện gia đình, chỉ còn vậy thôi à. Được rồi, tôi sẽ cho họp ba đoàn thể để giải quyết. Con phải để chúng tôi bắt người nhà về trừng trị. Con, chị không có quyền kêu nó bằng con. Chị bỏ nó đi mà bây giờ còn kêu cái gì nữa? Lại đây con ơi, lại đây với má nè. Má của con nè. Má con gì hết đó, đồ xấu xa, đồ lãng chả. Ta sẽ giết mày. Khoan, chuyện đâu còn có đó, không được hành hung phụ nữ. Mời tất cả vào trong này. Nam Cọp. Dạ. Bằng Mã Dương ra xe chở tao. Dạ. Thưa các đồng chí, hôm nay gia đình bên chồng của đồng chí Bạch Cúc đã tới đây khiếu nại. Cho nên dù bận công việc, nhưng chúng tôi cũng triệu tập các đồng chí tới đây để giải quyết chuyện gia đình và cá nhân không ổn của đồng chí Bạch Cúc. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách giải quyết cho rõ ràng và ổn thỏa. Chị dâu tôi làm tiêu tan tài sản gia đình tôi rồi trốn theo các ông. Chị ta là một người vô lương tâm, dám bỏ chồng và bỏ con nữa. Không, không phải vậy. Các người không nên vu oan giá họa cho tôi. Tôi có ý kiến. Thưa đồng chí, sau một thời gian công tác với nhau, chúng tôi nhận thấy Bạch Cúc là một người rất tốt. Làm việc thì hết sức, sống với chị em thì tình nghĩa hết lòng. Phong trào phụ nữ quyền ta đang lên, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như không có đồng chí ấy. Nè chị kia, biết cái gì mà xía vô chuyện gia đình người ta? Nè 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 nè, mấy người định bao che cho cái thứ bỏ chồng theo trai phải không? Đây là cuộc họp ba đoàn thể, cô không được ăn nói hồ đồ. Chà, cái thứ chanh chua ác độc chuyên hà hiếp người khác quen rồi. Đồng chí Bạch Cúc à, muốn làm cách mạng dân tộc, trước hết phải làm cách mạng gia đình đã. Khi nào làm xong cách mạng gia đình, đồng chí trở lại đây làm việc cũng không muộn đâu. Không được, tại sao đồng chí lại quyết định như vậy? Hãy để Bạch Cúc ở lại với chị em chúng tôi. Dưỡng vô chuyện gia đình phiền phức lắm. Tốt hơn hết là cho cô ta về, để tránh rắc rối cho cơ quan. Nhưng thưa đồng chí, trường hợp Bạch Cúc rất đáng thương. Không thể để Bạch Cúc rơi vào cái địa ngục đó nữa. Cuộc họp đã xong, các đồng chí có thể giải tán. Đồng chí, Bạch Cúc à. Bạch Cúc. Sao lại giải quyết như vậy chứ?